Rồi, xin chào nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh báo Tô Huy Trung. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Ford Focus đời 2007, số sàn xe biển 43 Đà Nẵng nha anh em. Biển số rất là đẹp, 55088. Xe đời 2007, số sàn màu đen. Xe thì máy 1.8 bản đủ nha anh em, ABS, túi khí đầy đủ hết. Xe hiện tại thì còn rất là đẹp, anh em nào mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Xe thì bên em ra mức giá rất là hợp lý, chỉ có 170 triệu thôi, bao hồ sơ cho anh em toàn quốc. Ford Focus nha anh em, bản đủ, Ford mới rất là đẹp luôn. Anh em nào kết thì nhìn tay liên hệ số điện thoại 0905356663, 0935146262. Xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, Hòa Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ford Focus mâm đã lên mâm đúc rồi. Đấy, sơn màu đen không có xước xát gì hết, bên em mới vừa đánh bóng xong. Xe thì hiện tại còn rất là đẹp, nội thất, ngoại thất thì còn rất là ok. Anh em nào mua về thì chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, khám mới và khám xong. Năm tháng 9 năm 2020 nè, còn rất là dài. Nước sơn màu đen, còn rất là bóng bẩy. Trang bị túi khí nè, phanh ABS, xe chạy rất là ít nên là xe dáng còn rất đẹp anh em thấy không? Biển 43 Đà Nẵng nha anh em, vừa rồi em có bán một con y hệt vậy rồi. Giá rất là hợp lý luôn, chỉ có 170 triệu thôi. Khóa remote rồi, tích hợp xi nhan gương, đèn cản, đèn đầy đủ hết nè. Tay nắm cửa mạ chrome nè. Nội thất trong này, nội thất hiện tại rất đẹp. Vô lăng 4 chấu nha anh em. Vô lăng 4 chấu anh em nhìn vô lăng nè. Chỉ có bấm bím còi này hơi màu một tí chỗ này thôi, nhưng mà còn lại phía dưới đây mới cực kỳ luôn. Đầu nguyên, đầu đĩa nguyên bản theo xe nè. Nấm vặn rồi là âm thanh rất là hay luôn. Xe chạy mới có 22 vạn thôi. Đấy, đời 2007 nha anh em, số sàn. Nội thất rất đẹp, người ta thiết kế rất là chắc chắn nha. Đấy, bệ tì tay, hộc để ly đầy đủ hết. Anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0905 356663. Xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, Huyền Lập, tỉnh Quảng Nam. Những cái tấm bi người ta thiết kế cũng rất là đẹp nè, lo chép bắt đầy đủ nha. Đấy, tấm bi rất là đẹp luôn, còn rất là sắc lẹm nha anh em. Máy lạnh điều hòa rất là sâu, máy nổ rất là êm, âm thanh loa đài rất là hay nha. Máy lạnh điều hòa này đâu hết, âm thanh loa đài rất là hay. Đầu nguyên bản này rất là hay nha anh em. Đầu nguyên bản, thường thường đầu nguyên bản của nó rất là hay, chứ anh em thay mấy đầu lô của nó không hay đâu. Đấy, xe thì không dịch vụ, không taxi ngày nào hết á, gia đình 100%. Hộp để ly rồi đây, đầy đủ hết. Xe thì hiện tại rất là đẹp, vô lăng này đây cũng mới ken, trợ lực rất là nhẹ nhàng nha, trợ lực rất là nhẹ, trợ lực dầu rất là nhẹ nhàng. Số máy đây, số đây, đầy đủ hết nha, số rất là nhẹ nhàng luôn. Bè thì tay đây, đầy đủ hết, hai ngăn nha anh em, hai ngăn thắng tay, phanh tay còn rất là mới nè. Phanh tay chrome còn rất là mới nha anh em, này còn rất là mới luôn, chưa có mòn bao nhiêu hết. Xe thì hiện tại rất là đẹp, anh em nào mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Gương kính chỉnh điện rất là ok nha, đầy đủ không thiếu cái gì hết á. Anh em nào mua về thì chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ thứ gì thêm á nha. Gương auto hết cho anh em, một chậm xuống một chậm lên. Dòng Focus này thì nó rất là lợi xăng nha, nó chỉ có 1.8 thôi, phụ tùng thì rất là dễ kiếm. Phụ tùng rất là dễ kiếm luôn nha, anh em thích kiếm cái gì thì cứ alo em, không có cái gì cứ alo mình, anh em kiếm được hết. Chẳng qua là mình không biết chỗ mua thôi, chứ chẳng có gì là không thể kiếm ra hết á, phụ tùng nó rất là dễ kiếm. Thì bọn em làm xe thì bọn em phụ tùng thì bọn em biết rất là nhiều. Anh em thích đặt cái gì cửa nẻo hay là thích đặt cái gì là có cái đó. Gương chiếu hậu chỉnh điện này đủ hết nè, nói chung là chức năng hoạt động 90% nha anh em, 90% theo xe. Xe anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, chỉ nẻo thì vẫn còn nguyên hết nha, chưa có hiện tượng gọi là đâm đụng hoặc là ngập nước gì hết. Cửa nẻo đóng rất là êm, cửa đóng rất là êm luôn. Đấy, anh em thấy không, tem zin theo xe vẫn còn hoạt động rất là tốt nè.
thất đằng sau rất là đẹp nha anh em. Xe được có cái là có cửa gió điều hòa đằng sau. Có cửa gió điều hòa đằng sau nè. Anh em thấy không? Có cửa gió điều hòa đằng sau. Rất là ok luôn. Đấy, bệ thủy tây đây, bệ thủy tây đầy đủ hết á. Bệ thủy tây có cốc để ly nha anh em, nội thất người ta thiết kế rất là đẹp. Chỉ có 170 triệu thôi là anh em sở hữu đi xe đẹp như thế này rồi. Tâm đâu bò? Dạ cốt một con nè. Xe biển Đà Nẵng nha anh em nào cần rút hồ sơ hoặc công chứng cốt sau. Em nào cần công chứng hoặc rút hồ sơ vô tư thế nha anh em. Đấy, chỉ có 170 triệu thôi. Form mới anh em cứ tham khảo cho thị trường là sẽ biết bên em bán như thế nào thôi. Còn giá bên em bán rất là hợp lý, chỉ có 170 triệu thôi. Bao hồ sơ cho anh em toàn quốc. Lắp bi cửa rồi này. Ford của Mỹ thì anh em biết rồi, Mỹ thì người ta xài đồ rất là chắc chắn. Đấy. Chứ không có như những xe Hàn Quốc hay Nhật Bản. Cốp sau nhấn cái nút chỗ này nè. Cái nút chỗ này nè, đó nhấn vô. Rồi ra sau mở cốp. Đấy, còn xe là không dịch vụ, không taxi 100% nha anh em, gia đình nguyên bản từ đầu đến giờ. Đấy, với vừa ra biển Đà Nẵng rồi, rút hồ sơ hoặc công chứng giấy tờ rõ ràng nha. Xe thì bên em bán là ví dụ như xe mà bên em bán là toàn bộ thủ tục hồ sơ rút đều ra biển mới được hết nha. Đấy, rút hồ sơ rồi nhập ra biển mới bình thường, không vấn đề là làm gì hết. Anh em nào mua về thì chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Cốp sau thì có rất là sạch sẽ. Đấy. Lấy nguyên bản từ xe hết nha anh em. Tam. Dở em cá. Lấy niếc lốp xe cua rồi còn đầy đủ hết. Anh em nào mua về thì chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Thôi rồi đó. Lấy nắp cabo nè, vẫn còn nguyên hết anh em. Chưa có hiện tượng gọi là đông đụng hay là ngập nước nha. Đấy, vẫn còn nguyên hết. Anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0905 356 663. Xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Lộc, tỉnh Quảng Nam. Còn máy móc đây, máy móc thì rất là êm luôn. Máy móc rất là êm, cột kèo bên hai bên thì còn nguyên bản nữa nha. Chưa có hiện tượng gọi là đâm đụng hay ngập nước. Giá 170 triệu thì quá là hợp lý rồi. Anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ nhé. Máy móc khô ra sạch sẽ hết á. Anh ơi, bật cái đèn em á. Đèn đúng đây, test đèn đúng anh em đầy đủ hết. Xe nói chung là không có lỗi nhỏ gì hết. Anh em mua về có việc sử dụng đi ngay thôi. Pha lên. Pha lên. Đấy. Đèn đầy đủ nha, đèn cản, đèn đầy đủ hết. Xi nhan đầy đủ, không thiếu gì nữa. Tắt đèn, tắt máy đi. Đấy, xi nhan gương rồi đầy đủ hết. Chỉ có 170 triệu thôi. Ford kết nha anh em, cũng Mỹ nha. 207 số sàn. Anh em cứ tham khảo cho thị trường là sẽ biết ngay thôi. Còn xe em bán thì giá quá hợp lý rồi. Chỉ có 170 triệu thôi. Anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0905 356 663. Xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Lộc, tỉnh Quảng Nam. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé.